Kính chào và cảm ơn quý khán giả đang theo dõi chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Chương trình trưa nay thứ ba ngày 2 tháng 7 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Nâng cao chất lượng sản phẩm của các hợp tác xã gắn với xúc tiến thương mại, kết nối thị trường tiêu thụ. Trong 6 tháng đầu năm nay, thu giữ hơn 24 kg ma túy, gần bằng cả năm 2023. Số liệu cho thấy những diễn biến ngày càng phức tạp của tội phạm ma túy trên địa bàn. Phú Lộc lên phương án để đến năm 2025 sẽ xóa bỏ toàn bộ các lối đi tự mở qua đường sắt. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức hội nghị sơ kết ngành tham mưu và công tác huấn luyện chiến đấu 6 tháng đầu năm 2024, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Thượng tá Phan Thắng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. 6 tháng đầu năm 2024, ngành tham mưu và cả cơ quan đơn vị đã bám sát nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh, chỉ lệnh, hướng dẫn về nhiệm vụ quân sự quốc phòng của Bộ, Quân khu, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh gắn với thực tiễn đơn vị địa phương. Tích cực chủ động làm tốt chức năng tham mưu và chỉ đạo các cơ quan đơn vị triển khai đồng bộ toàn diện trên các mặt công tác, hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, nổi bật như chỉ đạo đột phá về nâng cao chất lượng sẵn sàng chiến đấu, nắm và xử lý tình hình địa bàn, thực hiện tốt công tác xây dựng lực lượng, tuyển quân, huấn luyện, diễn tập, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh, phục vụ tốt đoàn thanh tra kiểm tra các cấp, nội bộ đoàn kết thống nhất cao, cơ quan đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối. 6 tháng cuối năm, ngành tham mưu đề ra 9 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó chủ trọng công tác nắm, dự báo, đánh giá tình hình, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, cứu hộ cứu nạn, giữ vững ổn định chính trị, an toàn địa bàn, nhất là tình hình tuyến biên giới phía Tây huyện A Lưới, không để bị động bất ngờ, đảm bảo an toàn dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng, tăng cường kiểm tra bảo đồng luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu, phòng chống cứu nạn, thực hiện tốt nhiệm vụ phòng thủ dân sự, chủ động tham gia phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ cứu nạn, chữa cháy rừng trên địa bàn, xây dựng kế hoạch tổ chức di chuyển sở chỉ huy đảm bảo chặt chẽ an toàn, tổ chức tốt các cuộc diễn tập các cấp đảm bảo an toàn tuyệt đối, nhất là các cuộc diễn tập có bản đạn thật, hoàn thành tốt các mục tiêu chỉ tiêu của từng ngành trong 6 tháng cuối năm 2024. Trong 6 tháng đầu năm 2024, kinh tế xã hội của huyện Phú Vang giữ vững ổn định và tiếp tục phát triển đồng đều trên các lĩnh vực. Đánh giá được đưa ra tại hội nghị huyện ủy mở rộng lần thứ 18. Cụ thể, giá trị sản xuất tăng 11,97% so với cùng kỳ, tổng vốn đầu tư toàn xã hội 2.050 tỷ đồng, thu ngân sách đạt 271 tỷ đồng. Các ngành dịch vụ du lịch tiếp tục đa phục hồi, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng được chú trọng và tập trung đầu tư phát triển. Lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục tiếp tục được quan tâm chỉ đạo và đạt nhiều kết quả. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tiếp tục được giữ vững ổn định. Công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị có những đổi mới. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Gia Công, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực cố gắng của đảng bộ, chính quyền và toàn thể nhân dân trong huyện trong việc triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng đầu năm. Đồng thời yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, địa phương, đơn vị trong huyện căn cứ vào các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm để triển khai tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ, phấn đấu đạt kết quả cao nhất, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024. Trước mắt, tập trung lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội, phấn đấu đạt kết quả cao nhất kế hoạch năm 2024, tạo tiền đề để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của cả nhiệm kỳ. Tại hội nghị lần này, huyện ủy Phú Vang cũng đã sơ tổng kết một số nghị quyết của Trung ương, tỉnh ủy và cho ý kiến báo cáo công khai tài chính đảng năm 2023. Biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm mới nhất áp dụng tại các ngân hàng từ ngày 1 tháng 7 đã có nhiều điều chỉnh, trong đó xu hướng nhích tăng vẫn được ghi nhận phổ biến với mức từ 0,1 đến 0,6% một năm tùy từng kỳ hạn. Cụ thể, lãi suất tiền gửi tiết kiệm cao nhất đối với kỳ hạn 12 tháng thuộc về ngân hàng AB Bank với mức 6% một năm. Tại nhóm ngân hàng thương mại có vốn nhà nước, mới đây, ngân hàng Vietinbank vừa tăng nhẹ lãi suất tiền gửi trực tuyến ở một số kỳ hạn thêm 0,2 đến 0,3% một năm. Còn đối với lãi suất tiết kiệm gửi tại quầy, biểu lãi suất được giữ nguyên đối với nhóm 4 ngân hàng thương mại nhà nước. Theo các chuyên gia, lãi suất huy động có thể tiếp tục tăng trong thời gian tới, trong bối cảnh lãi suất cho vay vẫn được yêu cầu giảm thêm để hỗ trợ doanh nghiệp và phục hồi kinh tế. Điều này sẽ tạo áp lực cho các ngân hàng thương mại trong việc duy trì tốc độ tăng trưởng cao như thời gian qua.
Khách hàng vay vốn ngân hàng từ 100 triệu đồng trở xuống không phải cung cấp phương án sử dụng vốn khả thi. Đây là nội dung được quy định tại thông tư 12/2024 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7. Theo Ngân hàng Nhà nước, quy định này nhằm phù hợp với đặc thù của các khoản cho vay nhỏ, góp phần tạo điều kiện thuận lợi hơn cho khách hàng trong việc tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng với thủ tục đơn giản hơn, góp phần mở rộng hoạt động cho vay, phục vụ đời sống tiêu dùng, qua đó hạn chế tín dụng đen. Nâng cao chất lượng các sản phẩm hợp tác xã, nhất là các sản phẩm ô cốp, sản phẩm chủ lực gắn với tăng cường quảng bá, xúc tiến thương mại, kết nối thị trường tiêu thụ là hoạt động thường xuyên được Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thừa Thiên Huế quan tâm hỗ trợ. Nhờ vậy, thời gian qua, nhiều sản phẩm đã khẳng định được thương hiệu, qua đó nâng cao vai trò của các hợp tác xã trong phát triển thị trường. Sản xuất và chế biến tinh dầu tràm được xem là nghề truyền thống của gia đình ông Đặng Quang Thanh ở xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, được duy trì hàng chục năm nay. Tuy nhiên, để không ngừng nâng cao chất lượng, đa dạng hóa các sản phẩm tinh dầu, hội nhập sâu rộng vào thị trường, năm 2022, cơ sở sản xuất tinh dầu tràm này đã quyết định thành lập hợp tác xã sản xuất chế biến tinh dầu tràm Thanh Vui. Bên cạnh đầu tư đổi mới công nghệ để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, hợp tác xã còn liên kết với 20 hộ dân để quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu với diện tích khoảng 20 hecta. Hiện hợp tác xã sản xuất khoảng 1.500 lít tinh dầu tràm một năm, với doanh thu xấp xỉ 2 tỷ đồng một năm, giải quyết việc làm thường xuyên cho 8 đến 9 lao động. Ngoài ra, cho ra nhiều sản phẩm mới, v.v. Để quảng bá sản phẩm tinh dầu tràm Thanh Vui đến rộng rãi với người tiêu dùng, hợp tác xã đã liên tục tham gia các chương trình hỗ trợ quảng bá, xúc tiến thương mại. Để mà tiếp cận với thị trường và người tiêu dùng, thì bên hợp tác xã sản dầu tràm Thanh Vui thì cũng tham gia các hội nghị kết nối, hỗ trợ và các hội chợ trưng bày của các bên chỗ Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và bên Liên minh Hợp tác xã cũng đã hỗ trợ rất nhiều cho bên chỗ hợp tác xã của mình tham gia các hội chợ để tạo được kết nối với nhiều công ty, nhiều đơn vị để có và tiêu thụ sản phẩm cho bà con nông dân, tạo công ăn việc làm cho người dân ở địa phương. Sản xuất chế biến nước mắm là một nghề truyền thống của cư dân vùng biển Đầm Phá ở tỉnh Thừa Thiên Huế, đang ngày càng tạo dựng được thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ trong và ngoài tỉnh. Trong đó, một số sản phẩm nước mắm của các làng nghề truyền thống hợp tác xã đạt tiêu chuẩn ô cốp 3, 4 sao và tiềm năng 5 sao. Tại hợp tác xã nước mắm truyền thống Phủ Thuận, huyện Phú Vang gồm 3 cơ sở sản xuất với 12 thành viên, sản lượng hàng năm khoảng 40.000 lít nước mắm cá, 18.000 lít nước mắm ruốc. Doanh thu bình quân ước đạt 2,3 tỷ đồng một năm. Hiện sản phẩm của hợp tác xã đang là sản phẩm ô cốp tiềm năng 5 sao, đã có mặt tại nhiều siêu thị lớn trên địa bàn tỉnh và sàn thương mại điện tử. Riêng sản phẩm nước mắm Phú Thuận có một đặc điểm đặc trưng, đó là được lú và ủ ở 2/3 ở dưới mặt đất. Trong quá trình lú này thì sẽ cho ra là sản phẩm vừa có vị ngọt tự nhiên từ đạm và độ đạm sẽ tăng lên và cái hương vị của nước mắm sẽ tăng lên. Hiện tại thì bên hợp tác xã cũng đang rất là tích cực tham gia vào các hội chợ, nhất là hội chợ của làng nghề, để vừa đánh giá và định vị được cái sản phẩm của mình là làng nghề truyền thống, và bên cạnh đó còn tham gia một số các hội chợ thương mại, vừa tham gia trên cả diễn đàn điện tử cũng như là trên cả các hội chợ. Sau 4 năm triển khai sàn thương mại điện tử kinh tế hợp tác thuộc Hợp tác xã Công nghệ Thông tin Huế đã tích hợp hiệu quả dữ liệu thông tin nông sản để kết nối tìm đầu ra sản phẩm cho các hợp tác xã, làng nghề, cơ sở sản xuất và hộ nông dân. Sàn giao dịch thương mại điện tử kinh tế hợp tác với địa chỉ www.kinhtehoptac.com. Phần lớn các sản phẩm đưa vào sàn đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có thương hiệu và chất lượng cao, sản phẩm ô cốp, các mặt hàng nông sản hữu cơ. Thông qua sàn, sản phẩm của các hợp tác xã, làng nghề, doanh nghiệp có thể dễ dàng quảng bá thông tin và tiếp thị sản phẩm hàng hóa đến với khách hàng khắp nơi trên thế giới với chi phí thấp. Các cái sản phẩm của các hợp tác xã đang phát triển và cải tiến rất là nhiều mẫu mã và chất lượng của sản phẩm được nâng cao. Thì sang cái tệ hợp tác đang đồng hành cùng các hợp tác xã giới thiệu những cái sản phẩm chất lượng của Huế đến với khách du lịch trong và ngoài tỉnh. Sang cũng là nơi cái địa điểm để mà khách du lịch đến mua sắm những cái sản phẩm mà của các hợp tác xã. Trong xu thế giao dịch thương mại điện tử ngày càng được khách hàng, người tiêu dùng áp dụng,
mô hình hoạt động sang giao dịch thương mại điện tử tiếp tục khẳng định lợi thế của mình trong việc góp phần quảng bá, giới thiệu các mặt hàng nông sản của các hợp tác xã đến cả vùng miền, thị trường trong và ngoài tỉnh, góp phần nâng cao hiệu quả chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa. Mặt khác, đã hình thành được chuỗi liên kết sản xuất, tăng nhanh về quy mô, chất lượng và tạo sức cạnh tranh mạnh mẽ thông qua các sàn giao dịch thương mại điện tử. Trong 6 tháng đầu năm nay, trên địa bàn toàn tỉnh, cơ quan chức năng đã thu giữ hơn 24 kg ma túy, gần bằng cả năm 2023. Trong đó ghi nhận một lượng lớn ma túy dạng tổng hợp mới có tác động cực mạnh. Số liệu cho thấy những diễn biến ngày càng phức tạp của tội phạm ma túy trên địa bàn đe dọa cuộc sống bình yên của người dân. Không còn là những loại ma túy cũ như heroin, ma túy hiện nay đã được sản xuất mới với rất nhiều cái tên mỹ miều như hồng phiến, đông trùng, nấm ma thuật, cỏ, đá và hàng ngày vẫn len lỏi trong cuộc sống của người dân. Trong tháng 6 vừa qua, Công an phường An Cừ và Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Huế đã xác định được một đối tượng được coi là đầu sọ mua bán ma túy tại kiệt 16 đường Duy Tân. Vào lúc 5 giờ sáng là tôi đang giao cho đối tượng một quầy cỏ thì gặp công an phường vô bắt. Giờ chưa tôi biết tôi sai rồi, hối hận chừng đã muộn rồi. Gửi tới những người mà bạn có mỹ giống như tôi là quá như nên nghỉ đừng của bạn nữa. Lý thuyết là vậy, nhưng trên thực tế đối tượng Lê Thị Hồng đã tái phạm khá nhiều lần. Sau những lần cam đoan thề hứa, đối tượng này vẫn chừng nào tật ấy và trở thành một bà trùm khét tiếng về cỏ mỹ. Công an phường Cừu cũng đã tham mưu xây dựng các chương trình kế hoạch nâng cao công tác tuyên truyền vận động ý thức của người dân. Và đặc biệt đó là đã thành lập tổ tự quản về an ninh trật tự tại khu vực kiệt 16 này. Và vừa qua, công an phường An Cừu cũng đã trực tiếp đấu tranh khám phá và cùng với đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy xác lập các vụ việc đấu tranh bắt và khởi tố các đối tượng trước pháp luật. Là địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự của tỉnh, thành phố Huế chiếm hơn 70% số đối tượng nghiện ma túy và số vụ phạm pháp về ma túy của toàn tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm 2024, Công an thành phố Huế đã phát hiện bắt 40 vụ với 68 đối tượng tàng trữ, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Số vụ phạm tội về ma túy có xu hướng tăng, đối tượng trẻ hóa, thủ đoạn phương thức phạm tội ngày càng tinh vi, xuất hiện nhiều loại ma túy mới, biến tướng đã gây không ít khó khăn cho công tác đấu tranh của lực lượng công an. Đối với công tác đấu tranh phòng chống ma túy, với cái loại ma túy gây dạng dữ dàng, thảo dược mà gọi là cỏ mỹ, thì đây là một trong những cái công tác đấu tranh gặp rất là khó khăn. Đó trong đó công tác là thu thập các chứng cứ vật chất, đó là phải qua công tác giám định phát hiện các cái chất ma túy nằm trong danh mục mà được pháp luật cho phép để có căn cứ xử lý về hình sự và một số cái hóa chất tẩm ướp. Nếu mà qua phải nhiều công đoạn giám định mới phát hiện được ma túy, đây là một trong những khó khăn trong công tác điều tra xử lý đối với loại tội phạm này. Với quyết tâm chặn cung giảm cầu, cương quyết không câu nhử, không nuôi lớn, trong 6 tháng đầu năm, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an toàn tỉnh đã xử lý hình sự 102 vụ với 212 đối tượng liên quan đến tội phạm ma túy, lập biên bản vi phạm hành chính 198 vụ với 217 trường hợp có hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, phạt tiền 316 triệu đồng, triệt xóa 3 điểm, vô hiệu hóa 1 điểm phức tạp về ma túy, kịp thời triệt xóa bóc gỡ nhiều đường dây, truy tận gốc, bắt giữ đối tượng cầm đầu, chặt đứt nguồn cung ma túy xâm nhập vào địa bàn. Những nỗ lực đấu tranh đẩy lùi tội phạm ma túy của lực lượng công an tỉnh rất đáng ghi nhận. Tuy nhiên, để đẩy lùi vấn nạn ma túy thế hệ mới cần nhiều giải pháp đồng bộ với sự vào cuộc của toàn xã hội, bởi đây là nỗi lo không của riêng ai. Những nội dung phân tích chuyên sâu sẽ được chúng tôi đề cập trong chuyên mục Vấn đề quan tâm phát sóng vào 20 giờ 15 phút tối nay. Mời quý vị cùng theo dõi. Cùng với việc xử lý nghiêm hiện tượng quái xế gây bức xúc trong nhân dân, lực lượng cảnh sát giao thông thành phố Huế cũng chú trọng đến công tác tuyên truyền, giáo dục các đối tượng có hành vi tụ tập điều khiển xe máy lạng lách đánh võng, bởi hầu hết đều trong lứa tuổi vị thành niên. Sáng ngày 2 tháng 7, đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Huế đã tổ chức lớp tuyên truyền giáo dục cho hơn 30 đối tượng có hành vi tụ tập điều khiển xe máy lạng lách đánh võng trên địa bàn thành phố Huế.
Tại lớp tuyên truyền, đội cảnh sát giao thông trật tự đã phổ biến các quy định pháp luật về an toàn giao thông đường bộ, an ninh trật tự, luật điều khiển phương tiện tham gia giao thông cho các đối tượng và phụ huynh hiểu rõ, nhận thức được hành vi vi phạm, ký cam kết không tái phạm, không để xảy ra tình trạng làm ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Trong 6 tháng đầu năm 2024, đội cảnh sát giao thông trật tự Công an thành phố Huế đã xử lý 447 trường hợp vi phạm. Trong đó, các trường hợp vi phạm đều đang trong độ tuổi học sinh, thường xuyên tụ tập để lạng lách đánh võng trên các tuyến đường trung tâm thành phố, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Ủy ban Nhân dân huyện Phú Lộc chỉ đạo các cơ quan đơn vị địa phương phối hợp với ngành đường sắt khảo sát lên phương án để đến năm 2025 sẽ xóa bỏ toàn bộ các lối đi tự mở qua đường sắt. Đây là một chủ trương đúng đắn để giảm thiểu các nguy cơ gây tai nạn giao thông được người dân đồng tình ủng hộ. Ông Huỳnh Như Hà, trưởng thôn Trung An, xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc chia sẻ, cách đây 10 năm, tại lối đi tự mở qua đường sắt để vào thôn có vụ tai nạn chết cả hai mẹ con. Lối đi này rất nguy hiểm, mặc dù đây là đường chính để vào thôn, nhưng vì sợ tai nạn nên bà con ở đây đồng tình ủng hộ việc rào chắn lại của chính quyền. Riêng bản thân tôi là trưởng thôn cũng như ban ngành đoàn thể trong thôn để tuyên truyền vận động cho bà con biết là vì thường xuyên xảy ra đây là rất là cái nguy hiểm rất cao. Thôi sau khi mà được đóng cái đường này thì có hai đường để đi rất thuận lợi cho bà con. Còn tại thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, cách đây không lâu cũng xảy ra vụ tai nạn giao thông chết người khi một nữ sinh điều khiển xe máy băng qua đường sắt tại lối đi tự mở. Ông Nguyễn Văn Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc cho biết, huyện và thị trấn Phú Lộc mở đường gom bê tông để bà con đi lại sau khi đóng lối đi tự mở. Cùng với là cấp ủy chi bộ, ban cảnh sát khu vực, rồi mặt trận các đoàn thể tổ chức tuyên truyền cho người dân biết rằng các lối đi tự mở đó có nguy cơ ảnh hưởng tiềm ẩn tai nạn giao thông. Tôi thấy đóng như thế này là tôi thấy rất là đồng tình ủng hộ và để cho mọi người đi được an toàn hơn. Đợt này, Ủy ban Nhân dân huyện Phú Lộc tiến hành đóng các lối đi tự mở qua đường sắt ở 5 vị trí thuộc xã Lộc Điền, 3 vị trí thuộc thị trấn Phú Lộc, 1 vị trí thuộc xã Lộc Trì, 1 vị trí thuộc xã Lộc Thủy và 2 vị trí thuộc thị trấn Lăng Cô. Việc thực hiện xóa bỏ các lối đi tự mở tại các vị trí nêu trên góp phần thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Nhân dân tỉnh về đảm bảo trật tự hành lang an toàn giao thông và xử lý dứt điểm lối đi tự mở qua đường sắt. Đợt này là chúng tôi sẽ tiến hành xóa đi 12 lối đi tự mở. Sau đó chúng tôi sẽ phối hợp với chính quyền địa phương, huyện và các xã để tiếp tục để mà rào 31 lối đi còn lại. Đồng thời chúng tôi cũng sẽ tiến hành phạt cây để cải thiện tầm nhìn, đảm bảo an toàn. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo cục cảnh sát giao thông cũng có các biện pháp để mà ngăn ngừa các cái hành vi vi phạm. Bên cạnh đó thì thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương, các cơ quan ban ngành của đường sắt để tuyên truyền vận động người dân cũng như xóa bỏ các cái lối đi tự mở. Đặc biệt trong thời gian qua thì trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thì cũng đã xóa bỏ được rất nhiều cái lối đi tự mở để đảm bảo hơn, an toàn hơn cho người tham gia giao thông. Thời gian tới, chính quyền các cấp sẽ tiếp tục triển khai thực hiện đầu tư các tuyến đường gom, hầm chui, đường ngang để kết nối giao thông thuận tiện cho người dân tham gia giao thông trước khi đóng, xóa bỏ các lối đi tự mở. Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có hơn 500 ca sốt xuất huyết, trong đó có 1 ca tử vong. Trong đó, thành phố Huế gần 340 ca bệnh, Quảng Điền hơn 50 ca, Hương Thủy gần 50 ca, có 9 ca sốt xuất huyết ngoài lai ở Phú Lộc, Nam Đông, Phú Vang, thị xã Hương Trà. Ở vùng có ca bệnh tăng gần đây, lực lượng chức năng và cả ban ngành đoàn thể đã tổ chức các đợt thao vẹt bò gầy, phun hóa chất diệt sông ở những nơi có nguy cơ cao, ổ dịch đang xảy ra. Tuy nhiên, với đặc thù thời tiết nắng mưa xen kẽ như hiện nay thì tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, vẫn có nguy cơ bùng phát dịch. Để phòng chống sốt xuất huyết hiệu quả, người dân cần đầy kín các dụng cụ chứa nước, duy trì diệt lăng quăng bò gầy hàng tuần, vệ sinh nhà cửa thường xuyên, ngủ màng. Khi sốt hoặc có biểu hiện bệnh sốt xuất huyết nên đến ngay các cơ sở y tế để thăm khám tư vấn kịp thời, tuyệt đối không điều trị tại nhà. Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo trong tháng 7, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn từ 0,5 đến 1 độ C, có nơi cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Tại các khu vực trên cả nước, tổng lượng mưa phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.
Đặc biệt trong tháng 7, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện từ 1 đến 2 cơn bão áp thấp nhiệt đới và có thể ảnh hưởng đến khu vực đất liền. Những thông tin về tình hình thời tiết cũng sẽ kết thúc chương trình trưa nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thời tiết tại Thừa Thiên Huế mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất 38 độ, nhiệt độ thấp nhất 24 độ, độ ẩm dao động trong khoảng 50-92%. Thời tiết biển không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4 cấp 5, sóng biển cao từ 0,5 đến 1,5 m. Ngày 3 đến ngày 4 tháng 7, ngày nắng và nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi nên nhiệt độ giảm nhẹ.